mấy anh em đã coi cái mấy cái mô hình nuôi chuột công nhân của Thuận, bây giờ anh em còn nuôi chuột công nhân đó không? Thuận thì Thuận dẹp hết rồi, bây giờ là đang chuẩn bị coi mấy cái mô hình nuôi dê để lấy phân anh em về nuôi thì nó hiệu quả. Đây là cảnh bầy dê buổi chiều chập tối nó bắt đầu nó đi kiếm mồi nó ăn rồi anh em. Cái mô hình xây mấy cái chuồng dê, dựng mấy cái chòi dê như kiểu này anh em có thể lên mạng tìm hiểu. Cái đặc biệt là dê nó về nó ngủ rồi nó thải ra mấy cái phân của nó anh em hứng lại giống như kiểu này nè. Cái phân này nó rất tốt cho mấy cái cây trồng đồ này nọ. Và anh em bán lại cho những thương lái với cái giá rất là cao, trên dưới 50-60 ngàn 1 kg nha anh em. Một đêm nếu mà về nhiều anh em thu được 4-5 kg, có khi 5-10 kg nha anh em. Mà cái quan trọng nhất á, là anh em dựng chòi, làm chòi thì dê nó vẫn về nhưng mà số lượng nó chậm. Thì anh em cũng biết rồi đó, bên Thuận là chuyên gia làm những cái file tiếng, nên Thuận có cái file dụ dê, dẫn dụ dê về ở lại chòi. Thì buổi tối anh em chỉ cần mở khoảng chừng nửa tiếng, 1 tiếng, là khoảng 2-3 giờ sáng thì anh em mở lên, thì lúc đó dê nó đi ăn. Là chập sáng gần sáng thì lúc đó dê mà nó lại gần cái máy gần chòi thì sáng lên thì nó bắt buộc nó phải tấp vô chòi nha anh em. Thì nếu anh em nào quan tâm mà muốn tìm hiểu thì liên hệ số điện thoại của Thuận để Thuận tư vấn cho anh em. Thuận cũng cung cấp nhiều cho anh em ở dưới miền Tây với lại một số vùng tỉnh lân cận. Anh em liên hệ số điện thoại, thì sau clip này là Thuận xin giới thiệu cái thẻ đó và cái máy đó, anh em nào cần liên hệ cho Thuận nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đó, để anh em dụ dê về ở chòi mà anh em lập ra một thời gian dài mà dê nó về mà số lượng nó thấp rồi đi đi về về không ổn định anh em. Thì như Thuận nói là anh em cần có cái thẻ nhớ nè. Cái thẻ nhớ này thì mấy cửa hàng điện thoại di động bán rất là nhiều. Nhưng mà quan trọng là mình chép cái file âm thanh của cái con dê cái, dê đực là dê con như vậy nè anh em. Thì ngoài thẻ nhớ ra nếu anh em thích USB thì có USB. Thì đây là số điện thoại của Thuận và đây là cái kênh YouTube săn bẫy của Thuận. Thì nếu anh em mà có nhu cầu á, nếu mà anh em mà có nhu cầu và điều kiện á, anh em sắm thêm cái loa điều khiển từ xa anh em. Cái loa điều khiển từ xa để chi? Để ví dụ như đêm tối á, anh em khỏi phải leo lên bậc hay là mất thời gian, anh em chỉ cần có cái đầu mod là anh em mở lên là được, để Thuận làm cho anh em coi. Quay có anh em thông cảm đó, thì nó như vậy nè anh em, nó mở lên nè, anh em dẫn núm này đó. Xong đó. Thì nó vậy nha anh em, nó có hai cái khe, một đây là khe thẻ nhớ nè, bên đây là khe của USB. Thì Thuận thử cái thẻ nhớ cho anh em coi, đây nè thẻ nhớ nè, anh em bỏ vô nha, đút vô đây. Thì đây là cái đầu mod này anh em, mở lớn lên đi xíu đó. Đây là tiếng của con dê dê cái nha anh em. Còn đầu mod thì anh em cắt cái này xuống, anh em có thể là dùng đầu mod này, anh em có thể ở nhà cách xa chòi khoảng chừng 3 đến 500 mét vẫn được nha anh em. Anh em chỉ cần nằm trong nhà khoảng 1 2 giờ đêm, 2-3-4 giờ sáng anh em bật tắt thôi. Ví dụ tắt nè, không, ví dụ bật nè, anh em đổi qua bài nè, đây là tiếng dê đực này nè, anh em chỉnh to nhỏ ở đây, nhỏ này, anh em bấm qua bài, đó, tiếng này tiếng dê con này nè. Đó thì như vậy thôi. Anh em mua thẻ cũng có thẻ mà mua luôn cái loa cũng được, không thì anh em về nhà tự mua loa sau cũng được. Anh em cứ liên hệ số điện thoại của Thuận để Thuận tư vấn cho anh em. Thì theo đó thì nó kèm theo là có cái cục sạc rồi túi đựng đồ này nọ, anh em chỉ bỏ cái loa lên chòi thôi. Cảm ơn anh em rất nhiều nha.